Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ đóng vai một người bác sĩ khám bệnh cho các bạn thú vật nha. Có rất nhiều bạn đang bị bệnh. Bạn nhẹ đang bị gì đây? Bạn đang treo trên cây xong bạn té. Ui, đứt dây té các bạn ơi. Rồi, bạn nhện bị gãy chân hết trơn rồi. Bây giờ mình phải xách chân lại cho bạn nhện nha. Xách chân lại thôi. Trời ơi, bạn nhện leo cây á, ở trên cây cao á các bạn, đu dây á, mà dây nó không có chắc nên là té lội chân luôn á. Các bạn không có nên như vậy nha, không có leo trèo nha. Bây giờ mình phải lấy băng gạc mình băng cái chân lại cho bạn nhện nè, cố định cái chân gãy lại nha. Đó, mình cố định cái chân gãy để cho nó mới lành nha. Rồi sau đó mình sẽ đo nhịp tim, đo nhịp tim cho bạn nhện nè. Rồi đo nhịp tim xong rồi, bây giờ mình phải cho bạn nhện uống thuốc. Uống thuốc đi. Rồi uống nước chưa nè? Cho bạn nhện uống nước. Rồi uống thuốc xong uống nước nha. Xong rồi, bây giờ cho bạn nhện ăn. Rồi bạn nhện nó khỏe rồi đó các bạn. Một thời gian nữa thì chân sẽ lành thôi. Không được leo trèo cao nữa nha. Rồi bây giờ coi có khách hàng, có bạn nào nữa không? Bạn nào bị bệnh gì nè? Đây là bạn chuột chuỗi. Bạn thấy nắng ngon quá, bạn lên bạn phơi nắng. Chết rồi, phơi nắng bị sốt luôn, bị cảm nắng rồi các bạn ơi. Bây giờ phải đo nhiệt độ cho bạn chuột chuỗi nha. Ý, bạn chuột chuỗi bị sốt rồi các bạn ơi. Không được rồi, bây giờ mình phải chườm lạnh nha. Chườm lạnh cho bạn chuột chuỗi. Mình chườm lên đầu nè. Khi sốt thì chúng ta sẽ lấy nước đá lạnh á, bỏ vô túi rồi chườm. Rồi mình phải uống nhiều nước nha. Uống nhiều nước thì mới hạ sốt được. Rồi sau đó thì mình phải bôi thuốc lên. Bôi thuốc lên nha. Đi ra ngoài thì phải bôi kem chống nắng nè, chứ không thôi là bị bệnh đấy. Với lại đi ra ngoài á, phải đeo nón, đội nón nha. Đi qua ra ngoài nắng phải đội nón. Bây giờ lấy nón cho bạn chuột chuỗi đội nè. Thử cái nón này coi. Thì cái nón này đẹp nè. Nhớ nha, đi ra ngoài phải đội nón không thôi là bị cảm nắng đó. Nè, tiếp theo bạn nào đây? Ý, bạn chuồn. Bạn chuồn đang bị cảm lạnh nè, cảm lạnh nè. Nè, tại bạn chuồn đứng ngoài lạnh mà không chịu đội nón giữ ấm cơ thể gì hết trơn á. Rồi, hắt xì luôn rồi. Bây giờ phải lấy khăn lau nước mũi nha. Tiếp tục nữa, còn vẫn còn nước mũi nè, lau sạch đi. Rồi bây giờ phải đo nhiệt độ, đo coi có bị sốt không. Rồi bị sốt rồi, cái này là phải uống thuốc nha. Phải uống thuốc cho mới được. Anh chồng bị cảm lạnh rồi các bạn ơi. Uống thuốc thêm vô nè, vẫn thấy chưa hạ sốt nữa nè. Rồi xong rồi mình phải xịt mũi nha. Xịt mũi để hết ngạt mũi nè, hết chảy nước mũi. Xịt mũi đi nào. Đã không chịu xịt mũi á các bạn, nhưng mà cũng phải xịt mũi đi, mà vậy mới hết sổ mũi chứ. Rồi ra ngoài lạnh là nhớ mặc áo ấm vô nha các bạn, đội nón nè, rồi làm ấm cổ nữa đó, đội nón len nè, quấn khăn len đẹp nè. Nhớ nha, phải giữ ấm cơ thể khi đi ra ngoài lạnh nha. Hôm nay hết giờ khám bệnh rồi các bạn ơi, ngày mai khám tiếp nha.